bác nhá, hôm nay thì em có một chuyến lắp đặt bộ dàn karaoke cho nhà khách ở dưới đâu anh nhỉ? Đây là đâu nhỉ? Bình Tân, ở dưới Bình Tân. Một bộ dàn kết hợp với đó là một đôi loa JBL KP6012 và kết hợp cùng với đó là một chiếc đẩy DB Boutique D4.25 bản cao cấp nhất và một dòng vang cao cấp của DB Boutique S800 Plus này, quản lý nguồn Ashley P12 Pro và mic DB 550 Plus, cùng với đó là một chiếc súp hơi cao cấp của Koda. Đấy, súp Koda nhé. Rồi, không gian nhà anh này rất là đẹp nhá. Vâng, nhà mới xây. Đấy, rất là đẹp không? Mời các bác nghe chất âm của bộ dàn nhé. Lần D4567